quan hệ khi lái xe. Một cặp đôi nhận án phạt tù treo 6 tháng vì hành vi liều lĩnh vừa quan hệ vừa lái xe trên đường cao tốc AP6, gần thị trấn Vincastin thuộc tỉnh Segovia, Tây Ban Nha. Video kéo dài chưa đầy một phút ghi cảnh cô gái trong trạng bán khỏa thân, ngồi trên đùi đối tác và có những hành động nhạy cảm. Trong khi đó, người đàn ông vẫn cầm lái và đi xe ở làn giữa, thậm chí cố vượt lên trên những xe khác. Hành động này khiến nhiều tài xế đang lưu thông trên đường bị sốc. Họ dùng điện thoại quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay lập tức, Cảnh sát đã tìm thấy thông tin của cặp đôi, đó là chàng trai sống ở thủ đô Madrid. Tại cơ quan điều tra, cả hai thú nhận quá liều lĩnh và nhận lỗi sai về mình. Phiên tòa mở hôm 12 tháng 10 đã đưa ra hình phạt chính thức. Theo các công tố viên, đây là hành vi nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng bản thân cũng như người khác nên đề nghị án tù 9 tháng kèm tiền phạt và cho rằng hành động này có thể phạt 2 năm tù và 500 euro. Cuối cùng, cặp đôi người Tây Ban Nha bị tuyên án tù treo 6 tháng. Trước đó vào tháng 12 năm 2017, một cặp đôi cũng bị quay cảnh đang mải hành sự khi đang lái xe trên đường với vận tốc hơn 110 km trên h tại con đường lớn, gần Ialia thuộc địa phận tỉnh Jujuy phía tây bắc Argentina. Cặp đôi thậm chí còn bật đèn báo nguy hiểm khi mây mưa, lúc phát hiện bị quay phim, người đàn ông còn giơ ngón tay khiêu khích người khác.